Thu xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với mẫu châu Âu Trung. Thì hôm nay tình cờ mình đi soi, mình gặp được cái ổ trùng chỉ này, mà rất là nhiều trùng chỉ này, mình thấy không? Có trời trùng chỉ luôn này, mình thấy không? Mình đi soi tình cờ mình gặp này, mình thấy không? Trùng chỉ nó dưới nước này. Cái này thì vớt cho cá ăn rất là thích lắm, nhưng mà màu lớn lắm. Mình thấy này, mình nhìn trên cầu mình phát hiện bây giờ trùng rất là nhiều nha. Giờ mình sẽ kiếm cái vạt mình kiếm lên. Thấy không? Quá trời trùng chỉ này rồi. Chết luôn. Là trúng mánh này nè, đây có nguyên động luôn, đây giống cục luôn nè, này giống cục luôn nè, thấy không? Bây giờ mình lấy đầu mình vùi vô này, mình chỉ có cho sạch, sẽ ra mình cho cá ăn nè. Quá trời luôn. Mình quay sau mình sẽ lấy vợt mình xúc nha mày, rất nhiều luôn, quá trời trời luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình làm cái video tiếp theo nha các bạn. Chỗ này rất là nhiều nè, thấy không? Giống nguyên cục luôn, to lắm nè. Xúc vô nè, rất là nhiều, mình sẽ xúc có nhiều nè, thấy không? Nhiều lắm không? Nguyên động luôn, nó bám như này cục luôn rồi.